có một anh chia sẻ với quỳnh như thế này tức là anh ấy dạo này anh ấy kiểm tra điện thoại của vợ và phát hiện là vợ vào những cái trang web gọi là phim uh, trên google ấy, phim phim gọi là phim ủn ỉn ấy, thì uh, anh ấy đang hỏi là tại sao chị nhà anh đã có chồng rồi mà vẫn còn xem cái phim đó và tự làm như thế hả em thì trong video này quỳnh sẽ giải đáp toàn bộ những lý do tại sao phụ nữ có gia đình rồi có chồng rồi mà vẫn cứ thích xem cái phim đó nhé à, đầu tiên phải nói đến đó là cái việc trả bài giữa vợ và chồng nó không được gắn kết nó không được thỏa mãn à, người vợ đôi khi là chỉ được uh, Kiểu trả bài cho có tức là anh bị chớ sớm quá anh nhanh ra quá mà chị chưa cảm giác được cái độ gọi là lên nóc nhà nhưng đến khi mà chị tự giải quyết thì chị có thể tự đưa mình lên nóc nhà được và cái cảm giác lên nóc nhà là một cái cảm giác gây nghiện các anh ạ. Nếu như lâu ngày mà không không uh, uh, thử lại thì lại cứ thèm. Nên đấy là cái lý do mà tại sao mà đôi khi có chồng rồi nhưng mà chị em đôi khi vẫn tìm đến những cái web để là giải quyết cho cái nội yếu tố riêng của chính mình. Tại vì anh em phải hiểu là khi mà cơ thể của người phụ nữ người ta cũng sản xuất nội yếu tố bình thường như như anh em thôi. Anh em kiểu một tuần không trả bài anh em đã thèm lắm rồi và lúc nào nhắc đến chuyện trả bài là thằng em cũng phải cứ gọi là uh, nấm mọc sau mưa đúng không nó cứ lúc nhúc lúc nhúc uh, mọc lên uh, trên đội quần thế thì chị em phụ nữ nội yếu tố cũng như thế và nếu như anh em trả bài mà chị em không lên được nóc thì cái nội yếu tố nó bị ứ động và chị em sẽ cảm thấy khó chịu đó là một uh, trong những cái lý do mà chị em có thể tự tìm đến cái phim ủn ỉn mà không cần chồng uh điều thứ hai đó là có thể là người phụ nữ này sống xa chồng sống xa chồng thì chắc là sẽ không bao giờ được trả bài điều độ giống như chị em sống gần chồng nên là khi mà sống xa chồng thì chị em đôi khi là bị thiếu thốn về tình cảm này không được chồng quan tâm về cái chuyện chăn gối giường chiếu này rồi lâu lâu mới được một lần thì cơ thể của người phụ nữ sẽ héo hơn sẽ biểu hiện như là sạm nám tàn nhang này rồi mặt lúc nào cũng buồn giàu hoặc là cáu gắt và mụn mọc rất là nhiều đó nên là anh em cái việc mà gia đình mà xa nhau cũng là một cái nguyên nhân rất là lớn dẫn đến là chị em đi ra ngoài tự giải quyết uh, bằng cái phim đó là google uh, nhưng mà các anh ơi nếu như mà để nói về cái cảm giác lên nóc nhà của một người phụ nữ khi xem google và cảm giác lên nóc nhà của một người phụ nữ khi trả bài thật thì nó hoàn toàn khác nhau vì cảm giác các anh đưa chị lên được nóc nó thích hơn rất nhiều so với việc các chị tự làm nên thay vì cái việc cứ để vợ mình tự làm như thế thì em nghĩ là các anh nên cải thiện một là cái thời gian của mình lên hai là cái nếu xa vợ thì hãy cải thiện được cái tần suất chăm về nhà hơn để cho chị có thể giải tỏa nội yếu tố và có được một cái sức khỏe chăn gối vợ chồng nó được lành mạnh còn thời gian tăng lên như thế nào thì gặp ngay em Quỳnh thôi dùng ngay một cái liệu trình cao a à quang của nhà em Quỳnh nó sẽ làm các anh giảm ngay cái độ nhạy cảm ngay từ lần đầu tiên sử dụng và anh em sẽ lên trên 20 30 phút là chuyện bình thường và anh em đáp ứng đủ cho vợ thì không bao giờ có chuyện là vợ héo hon buồn giàu hay hay cáu gắt đâu nên nếu anh em cần tư vấn cần hỗ trợ một là nhắn tin vào fanpage hai là liên lạc qua hotline để Quỳnh tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhé